Chỉ còn 3 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán 2014. Vào thời điểm này, thị trường thực phẩm rất sôi động bởi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Đánh vào nhu cầu của thị trường, đây cũng là thời điểm mà những thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng dễ dàng tới tay người tiêu dùng mà không hề bị phát hiện. Phản ánh của phóng viên thời sự. 700 kg thịt bò không rõ nguồn gốc bị lực lượng cảnh sát giao thông bắt giữ trong quá trình tuần tra làm nhiệm vụ. Số lượng lớn thịt bò đã qua sơ chế này được đựng trong 11 thùng xốp trắng và bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối khi bị phát hiện. Chỉ trong 10 ngày qua, lực lượng chức năng cũng liên tục bắt được các vụ vận chuyển thịt bẩn, nội tạng động vật lớn không rõ nguồn gốc khi đi qua địa bàn Nghệ An. Rất nhiều người chứng kiến sự việc đều có chung một thắc mắc: số thực phẩm bẩn này sẽ được sử dụng hay chế biến như thế nào? Với các tài xế thì họ không cần quan tâm đến tác hại của số thịt bẩn gây ra. Và mặc dù biết là vi phạm pháp luật, nhưng với lợi nhuận nên họ bất chấp để vận chuyển. Vận chuyển một thùng như vậy là về tới Quảng Ngãi là 150. Thế thịt bò bẩn thì chủ yếu là sử dụng là phải là các sản phẩm nguội, thì ví dụ như là thịt bò khô hoặc là rút bông, thì cái đó họ ngâm đậm rồi cho hóa chất rồi bổ sung chất màu rồi bổ sung mùi, thì là để làm cho người tiêu dùng không thể phân biệt được là thịt bò thật với thịt bò bẩn. Thịt bò có dấu hiệu phân hủy còn có thể biến thành thịt bò khô. Đó cũng là ý kiến chung của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực hóa thực phẩm và người tiêu dùng. Và giá thành của những loại thực phẩm như thế sẽ rẻ hơn nhiều so với bò khô làm từ thịt đảm bảo chất lượng. Để kiểm chứng điều này thật không khó. Có thịt bò khô là gì? Bò ngon hay bò bể? Có hai loại à? Số loại 600.000 một cân, số loại 210. Trên tay tôi hiện nay đang cầm một ít thịt bò khô giá rẻ vừa mới mua được. Thưa quý vị và các bạn, thử làm một phép tính đơn giản như thế này. Mỗi kg thịt bò tươi được bán với giá ở ngoài thị trường là 250.000 đồng. Và phải 3 kg bò tươi thì mới có thể chế biến được 1 kg bò khô. Như vậy là giá mỗi kg bò khô loại xìn thì ít nhất cũng phải rơi vào khoảng từ 700 đến 750.000 đồng 1 kg. Vậy mà vẫn có những cái sản phẩm bò khô được bán với giá rẻ như thế này. Vậy thì thử hỏi liệu cái sản phẩm này có phải được làm từ thịt bò khô hay không? Và nếu có thì là loại bò gì? Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đức Thắng, Phó trưởng khoa hóa học, chủ nhiệm bộ môn hóa thực phẩm, Trường Đại học Vinh, là người đã có nhiều nghiên cứu về thực phẩm khẳng định thịt bò khô có giá 250.000 đồng trên thị trường hiện nay có thể được chế biến từ các loại thịt bẩn, nhưng cũng có thể nguyên liệu là các loại rễ cây. Và rõ ràng với nguyên liệu không đảm bảo như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người tiêu dùng. Cái tác hại của thịt bò bẩn thì nó có hai cái tác hại. Tác hại thứ nhất là ngay trong cái bản thân của thịt bò bẩn là có chứa các cái vi sinh vật gây bệnh, và thứ hai nữa là các vi sinh vật nó có thể sinh ra độc tố, mà độc tố nó sẽ khi mình ăn vào nó sẽ gây ngộ độc thực phẩm, và ngộ độc có thể cấp tính hoặc là ngộ độc trường diễn lâu dài. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì khi để xử lý các cái thịt bò bẩn này, người ta phải sử dụng các cái hóa chất. Thì sử dụng hóa chất thì là sử dụng hóa chất nó vượt cái ngưỡng cho phép, hoặc là sử dụng các cái hóa chất mà cấm không được sử dụng, thì nó sẽ gây là ngộ độc thực phẩm, gây ra các bệnh hiểm nghèo như ung thư hoặc là đột biến gen. Dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa, lương thực thực phẩm sẽ sôi động hơn bởi sức mua ngày càng tăng của người tiêu dùng. Và để đấu tranh với những hàng hóa kém chất lượng thì ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần sự phối kết hợp của cả cộng đồng trong việc tham gia phát hiện, tố giác, kiên quyết tẩy chay sử dụng những mặt hàng phi pháp.